quý cô dì anh chị và các bạn như là quý đồng hương kính mến nha. Hôm nay lại tiếp tục lên chia sẻ về những cái đề tài mà quý bà con vẫn cứ mong muốn em nói, đó là 10 năm ở Mỹ tại sao không chia sẻ cho người ta được biết về cuộc sống Mỹ đi chứ. Thì thôi thì em nói nè, nói thì phải nói thiệt nha, nói trước nha, cho nên những gì em nói đúng hay sai thì quý vị tự trải nghiệm. Chứ nếu mà đúng cái góc độ này cũng không phải là đúng, mà sai góc độ này cũng phải là sai. Tại vì cuộc sống ở Mỹ mà nó thiên hình vạn trạng lắm, nó đa dạng lắm, mỗi người mỗi kiểu, mỗi tiểu bang mỗi khác, mỗi hoàn cảnh mỗi khác. Nhưng mà chung quy lại thì đảm bảo các bạn những video em chia sẻ nó sẽ mang lại những cái giá trị lợi lạc, và em tự hào có thể nói rằng những video của em là những video may mắn dành cho những người mà sắp định cư Mỹ, vừa mới định cư Mỹ, xem để hiểu, để khỏi phải bị uống nước đường hay là khỏi phải uống thuốc chuột mà những người khác họ cứ ca cẩm với quý vị. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái đề tài đó là bảo hiểm y tế ở Mỹ, hiểu một cách trọn vẹn, đầy đủ và hiểu hết, chứ đừng có nghe người ta nói. Trời ơi, người ta nói rằng ở Mỹ y tế của Mỹ là số 1, bệnh viện của Mỹ giỏi lắm, bác sĩ cực kỳ giỏi, mọi thứ tuyệt vời, mà trên cả tuyệt vời, thuốc men tuyệt vời, cái gì cũng tuyệt vời. Đúng hay là sai? Trả lời các bạn, hoàn toàn đúng. Nói về vấn đề chăm sóc sức khỏe ở Mỹ, nói về chất lượng bệnh viện ở Mỹ, nói về trình độ bác sĩ ở Mỹ, nói về thuốc men ở Mỹ, xin thưa, ở đây không có gì chê hết, ở đây không có gì phàn nàn hết, ở đây phải nói là tuyệt vời trên cả tuyệt vời, không có chối cãi được. Thậm chí vừa nói rằng tôi đến bệnh viện của Mỹ không nghe một mùi thuốc men nào hết, trời ơi nó thơm phức luôn. Cái đó cũng có thể đúng rồi. Đến bệnh viện của Mỹ sướng lắm mọi người ơi, đến đó là bác sĩ ăn nói nhỏ nhẹ, y tá cũng dễ thương, rồi những người tiếp mình cũng rất là tuyệt vời, rồi có được cái này được cái kia. Thậm chí là sau khi mà chữa bệnh xong, y tá có thể đẩy ra tận nơi, ôi trời ơi cái gì cũng, rồi về tới nhà họ gọi, họ hỏi thăm đủ kiểu đủ gì hết á, đúng không? Đúng, nó không cãi được. Mình phải nói gì phải nói cho chính xác chứ các bạn, không? Cho nên nếu bạn nói rằng bảo hiểm, bạn nói rằng sức cái y tế Mỹ tốt hay không, tôi không nói bảo hiểm nha, nãy nó lộn. Y tế Mỹ tốt không, bác sĩ tốt không, y tá tốt không, dịch vụ tốt không, tốt, tất cả đều tốt cho số 1 hết á. Rồi vậy vừa lòng mấy ông chưa? Nhưng cái mà tôi nói ở đây là tôi nói về để hưởng được cái bảo hiểm, để hưởng được cái dịch vụ đó, hưởng được những cái tốt đó, thì không phải ai cũng được hưởng đâu, cả nhà mình ạ. Đấy, có thể nói rằng cái khả năng chăm sóc y tế, sức khỏe và mọi thứ ở Mỹ là tuyệt vời, đỉnh cao như vậy, nhưng mà chỉ dành cho những người nào có tiền, mà có tiền mà phải có thật nhiều tiền, cỡ như ông Trump tuyệt vời. Ông sẽ nói một câu sao, phải không? Dẹp đi, dẹp vấn đề bảo hiểm y tế mà kiểu hệ thống chăm sóc của Obamacare đi, dẹp đi. Ông Trump nói gì đó không? Có nha. Và một trong nguyên nhân đó mà ông phải bị rớt khi ra tranh cử tổng thống đấy. Trong khi đó ông Biden thì sao? Không, phải giữ lại hệ thống chăm sóc sức khỏe này, chứ nếu không là sẽ khổ cho biết bao nhiêu những người dân, vài chục triệu người dân, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Ông Biden đúng đó. Cho nên chính vì vậy mà một trong những nguyên nhân mà khiến cho ông Biden thắng cử, đắc cử tổng thống, chỗ này đó mấy ông ạ. Đừng có coi thường cái bảo hiểm y tế của Mỹ, cực kỳ khốn khổ đối với người dân Mỹ. Nếu mà họ mà không hiểu, họ sẽ mệt lắm. Cho nên họ rất hiểu, cho nên họ phải ủng hộ cho ông Biden. Đó là một trong những lý do tôi đưa lên bài nói chuyện ngày hôm nay. Điều thứ hai, cái vấn đề chăm sóc sức khỏe ở Mỹ sẽ tuyệt vời, sẽ đỉnh cao, dành dai đó những người có bảo hiểm. Và nó sẽ là gì các bạn? Đúng tiêu đề hôm nay, đó là nỗi sợ, nỗi khiếp sợ và địa ngục, và thật sự khủng khiếp đối với người
không có bảo hiểm hoặc là không thể mua được bảo hiểm. Và bạn có biết không, có thể nói rằng như thế này, tôi sẽ trả lời cho bạn một câu á, cái này tôi nói bạn nghe nè. Coi như ở Mỹ á, một trong những cái nguyên nhân mà bạn biết á, là phá sản đầu tiên ở Mỹ chính là gì các bạn biết không? Chính là bảo hiểm y tế. Nhiều người họ bắt buộc phải phá sản, vỡ nợ cũng vì bảo hiểm y tế. Vậy thì xin chia sẻ các bạn, ở bên Úc, ở bên châu Âu, các bạn nghe người ta nói, ví dụ tôi đã từng biết một người bạn sống ở Úc, Việt Kiều Úc, và một người sống ở Đức. Họ nói trời ơi, bên Đức và bên Úc sướng đó mày ơi, bảo hiểm y tế là thuộc về coi như là miễn phí chữa trị, và nó là bảo hiểm gọi là toàn dân mà. Họ đem họ so sánh với Mỹ, không có đúng. Ở Mỹ, bạn biết ở Mỹ thì khác nha, Mỹ là một nước phát triển nhưng mà không có hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân đâu, mà ai có nhu cầu phải tự mua bảo hiểm. Ai có nhu cầu phải tự mua bảo hiểm nha các bạn nha. Và bạn sẽ cãi tôi nói rằng thằng này nó xạo, thằng này nó tầm bậy. Bởi vì sao? Bởi vì có bảo hiểm Medicare kìa, đó là bảo hiểm của chính phủ tài trợ kìa. Nhưng thưa các bạn, để nói về cái bảo hiểm Medicare đó, thì bạn muốn nói điều đó, bạn đang hưởng những cái điều đó đó, thì bạn hãy làm ơn. Những người nào bây giờ mà thuộc cái diện gọi là low income mà mua được bảo hiểm ngày nay, đó là nhờ cái chương trình mà do ông Obama ổng tạo ra, chương trình Obamacare tạo ra. Phải cảm ơn ông Obama đi. Nói cho bạn nghe, và tôi sẽ nói bạn nghe tại sao cảm ơn Obama nè. Nói cho đúng nha, bảo hiểm ở Mỹ á, nó chỉ có hai cái chương trình chăm sóc sức khỏe, mình nói chuẩn luôn đó. Một là phải tự mua bảo hiểm, đó là bỏ tiền túi ra mua. Thứ hai là được sự tài trợ của chính phủ. Ai là những người được sự tài trợ chính phủ? Tôi đã từng nói nhiều lần rồi. Một, người già, người bệnh, bệnh tật á, cặt nghèo, hoặc là người già, người bệnh. Nhưng mà xin thưa, già bệnh này mở mặt đóng mặt thêm một cái nữa là gì các bạn biết sao? Nghèo, low income, không có được cái gì hết trơn á. Ví dụ như những người già bệnh nhưng mà họ có đi làm, họ có tiền hưu, họ có thu nhập tiền hưu, thì thôi miễn đi, không có xin được cái Medicare này đâu nha. Chỉ những người mà già bệnh mà coi như là không có tài sản, không có con cái nuôi, không có bất cứ gì hết thì mới được hưởng cái này, là một. Cái thứ hai là trẻ em và những người tàn tật. Nói vậy được chưa? Ngày nay thì có thêm những người nghèo và low income nữa. Thì nói cho các bạn nghe như thế này, có thể nói rằng bạn thấy cái mô hình mà một người đi làm hãng, một người đi làm tự do hoặc làm neo trong một gia đình hai vợ chồng ở Mỹ là rất phổ biến. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà đi làm neo hết hoặc đi làm tự do hết thì mua không được bảo hiểm, hoặc là mua bảo hiểm rất mắc. Cho nên người ta phải đi làm hãng để mua bảo hiểm, và được hãng họ hỗ trợ cho một phần bảo hiểm. Cái này cái hệ lụy của nó từ thời trước khi mà có đạo luật Obama nha các bạn. Ngày xưa đó, mà muốn mua bảo hiểm y tế của Mỹ á, mà phải nộp đơn cho bên phía mua bảo hiểm y tế đó, người ta phải xem xét đơn đó của bạn và ta phải kiểm tra sức khỏe của các bạn. Nếu như mà các bạn có những cái bệnh tiền sử, những cái bệnh này bệnh kia bệnh nọ đó, nghĩa là có những cái lịch sử về bệnh đó, nó không bán. Và nếu mà nó có bán thì nữa, nó bán một cái giá cắt cổ, giá mắc khủng khiếp luôn. Nhưng mà rồi cũng sẽ trả được cái gì hết. Đó là mình nói về trước cái thời đó nha. Thì nói về bảo hiểm á, thì ở Mỹ á, nó đều giống nhau. Từ sức khỏe đến xe cộ đến nhà cửa đều giống nhau ở chỗ. Nó có hai cái giống nhau. Một á, là cái tiền gọi là tiền deductible, là mình phải trả trước bao nhiêu, còn lại công ty bảo hiểm trả nhiêu. Rồi sau đó là theo cái tỷ lệ phần trăm, là khi mà trả hết cái tiền đó đi rồi thì bảo hiểm nó sẽ trả cho mình.
Tôi nói ví dụ đơn giản. Bây giờ mình mua cái gói bảo hiểm tự mua tự túc nha. Mà mình chọn cái gói ví dụ như là tiền deductible là 15.000 hoặc là 12.500 chẳng hạn. Thì có nghĩa là khi mà mình đụng chuyện gì đó, mình trả hết cái tiền đó đi. Rồi thì sau đó công ty bảo hiểm họ sẽ thanh toán cho mình cái phần còn lại, nhưng mà theo cái tỷ lệ là mình mua ví dụ như 70 30 hay là 20 80 thì họ trả 70 hay 80%, mình sẽ trả 20 hay 30%. Đó là sự thật đấy. Bảo hiểm xe cũng vậy. Nếu mình mua tiền đi đó bộ 500 thì có chuyện gì bỏ 500 ra trước rồi nói tiền chuyện sau. Mua ngàn bỏ ra ngàn trước nói chuyện sau. Bảo hiểm phone cũng vậy. Giờ mua cái phone. Bảo hiểm phone iPhone 15 đi. Thì giờ bỏ ra dù 250 hay là 200 tùy theo các policy mà mình chọn. Nhiều người nói tại sao không chọn có bảo hiểm mà tiền đi đất thế bộ thấp thôi, chừng 2.000, 2.500 hoặc 5.000. Dạ ai không biết, ai không thích chọn đó, nhưng mà một tháng trả như vậy có khi 1.500, có khi 1.200 trả nổi không, trong khi chọn 12 và 3.000, 15.000 thì một tháng trả 4-500. Cho nên làm rồi á, cái chi phí á, ở Mỹ á, cái tiền nhà là nặng nhất. Cái tiền thứ hai là tiền bảo hiểm cho y tế đấy, đừng có giỡn, bảo hiểm xe đó, đó hai thứ đó là bảo hiểm nhà nữa đó. Rồi nói cho bạn nghe nè, nếu như giả sử mà hai vợ chồng cùng đi làm hãng là đảm bảo không có dư, tại vì mua đi làm hãng nhiêu đóng hết nhiêu tiền này tiền kia tiền nọ. Cho nên cái mô hình mà người Việt mình đó hay chọn đó là một người phải hy sinh đi làm hãng để kiếm bảo hiểm, một người phải làm tự do, ví dụ làm nail hay làm gì đó để kiếm tiền. Mô hình này rất phổ biến ở Mỹ. Bây giờ tôi trả lời bạn luôn mà nói, ủa tại sao Mỹ sao mà cứ hỏi ra thì cứ chồng đi làm hãng, vợ đi làm nail, hoặc chồng đi làm hãng, vợ đi làm nhà hàng, hoặc một người đi làm hãng, một người đi đi làm tự do ở ngoài. Thật sự, sự thật nó là như vậy, họ không có nói cho bạn nghe đâu. Cái bảo hiểm nó quyết định đấy, không là chết đó, giỡn mặt à. Tại sao không có bảo hiểm đi rồi chui vô trong bệnh viện đó, sau lưng những cái niềm nở, sau lưng những cái vui vẻ, sau lưng những cái chăm sóc cởi mở đó, họ làm gì tiền thì sau đó đó bạn biết móc tiền túi ra trả. À nó nói sai, không có tiền túi liền đâu, về nhà đi. Nó gửi bill về, nhìn cái bill muốn xỉu luôn, mổ sơ sơ chút xíu 30-40 ngàn. Có người quen cả tôi nè, mổ cái nội soi thôi, mổ cái ruột thừa thôi gần 20 ngàn bạc có một đêm một. Rồi có nhiều người gãy cái tay đó, gãy cái chân đó vô 30-40 ngàn đó, giỡn mặt vỡ mặt với nó luôn đó, đừng có giỡn nha các bạn. Thì á các bạn biết á là khi mà cái bảo hiểm mà tự mua đó thì đây là một vấn đề phải nói là vô cùng khổ sở, tốn kém và đau khổ đấy. Mà biết trước kia thì khi mua bảo hiểm như tôi nói là họ phải xem tiền sử nhân dân thứ, mà họ không bán, mà không bán thì mệt lắm luôn á. Và xin thưa các bạn, một năm ở Mỹ một người có thể trả ra mười mấy đến 20 ngàn đô cho bảo hiểm là chuyện rất bình thường, mà cuối cùng chẳng được cái gì hết trơn, chẳng được cái gì hết các bạn. Còn cái ai muốn mua bảo hiểm mình là được gì không? Xin thưa, có ai muốn mua bảo hiểm xe để được bị đụng xe được đền không? Có ai muốn mua bảo hiểm sức khỏe để bệnh để đi chữa? Có ai muốn bệnh nữa chứ á, không? Và nói thiệt các bạn á, có thể nói rằng á là đạo luật Ohm ra đời á là ông Ohm ông hiểu được điều đó và ông nhằm giải quyết vấn đề này. Cho nên á là nó cái bảo hiểm, cái đạo luật Ohm yêu cầu vậy nè, là mọi người phải mua bảo hiểm và các công ty bảo hiểm y tế là phải bán cho người dân và không được hỏi lịch sử bệnh tật. Còn ai mà có thu nhập thấp thì có thể xin nhà nước tài trợ. Thì bây giờ bạn có hiểu tại sao thời Obama lên và sau này khi có bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Obama đó thì người nghèo rất là đỡ khổ, hoặc là những người nhập cư như mình rất là đỡ khổ. Phải cảm ơn ông Tiến đó, nói thiệt các bạn. Tại vì nếu ngày xưa mà chưa có ông Obama đó khổ lắm, hỏi những người đi trước đi họ nói cho nghe, chứ đừng có ngồi đó mà bạn nói gì đúng rồi. Cho nên tới giờ này thật sự nhiều người Việt Nam hoặc là những người nhập cư Mỹ, định cư Mỹ là phải thầm cảm ơn ông Obama về cái đạo luật Obama ra đời. Và vừa rồi hết sức tuyệt vời ở chỗ là ông Biden và đảng Dân Chủ đang giữ được
cái chương trình bảo hiểm này, chứ nếu không là còn khổ sở nữa các bạn. Đó. Vậy đó mà bạn thấy có rất nhiều người tới giờ cũng phải trên 20 triệu người Mỹ họ không hiểu điều này, và họ vẫn là những quả bom nổ chậm trong cái thời Covid vừa rồi. Thấy không? Họ không hiểu về vấn đề Obamacare, và họ lại nghe những cái giọng điệu bên kia họ đòi bãi bỏ Obama là nọ đồ, họ đâu có hiểu cái này đâu. Đấy, cho nên nói thẳng ra đi, bạn hỏi tôi ở Mỹ sợ nhất là cái gì? Súng đạn ư? Không, tôi không sợ. Sợ bị chửi ư? Không. Vậy sợ gì? Sợ bảo hiểm y tế, sợ khủng khiếp luôn, và sợ bệnh lắm. Cho nên đó là một trong lý do mà ở Mỹ tôi thật sự, bạn biết không, tôi rất là chịu khó chăm sóc sức khỏe, tìm hết tất cả những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, cái hệ như một cái phương pháp thanh lọc thân tâm mà có thể thông thành đấy, rồi phương pháp là ăn uống, coi như là ăn rau, ăn củ, ăn hạt để chữa bệnh hoặc là để phòng bệnh, và hạn chế ăn thịt cá. Và nói thật các bạn, tôi cũng đã bắt đầu thực hiện cái chương trình là ăn gần như không ăn thịt cá nữa rồi các bạn, gần như là ăn chay luôn đó. Những video mà tôi đăng cho các bạn thấy á, có thể là video ngày xưa đó, còn bây giờ thì mình khác hẳn rồi. Và sắp tới mình sẽ ra một cái kênh YouTube chia sẻ về những cái vấn đề về ăn thực phẩm, mà ăn rau củ quả như thế nào cho có lợi sức khỏe để giúp ích cho cộng đồng, và một cái chương trình gọi là chữa bệnh không cần dùng thuốc. Mình có gì mình chữa nấy với tinh thần mình như vậy. Tại vì để chị đã đối trị với vấn đề sức khỏe bảo hiểm y tế ở Mỹ khổ lắm. Ở Mỹ mà bệnh là chết đó các bạn. Ở Mỹ mà có chuyện gì mà vô bệnh viện là sợ lắm. Đó. Đừng nói có bảo hiểm là ham, không có ham đâu. Vô đi rồi thấy chi phí đi rồi thấy muốn xỉu luôn. Đó. Rồi còn những người mà lên đã phá tôi chắc chắn một điều đó là nói tôi thất bại, nói tôi là cái thằng ăn mày ăn xin nghèo ở Mỹ. Nhưng mà xin thưa nha, thằng này khác, tự hào chỗ không giống như mấy người đó đâu đó. Họ đang hưởng như cái chế độ đó, họ lên họ nói bậy. Hỏi ok, họ nói Mỹ tuyệt vời vậy, hỏi anh mua bảo hiểm nhiêu tháng. Những người nào mà hay lên ca ngợi nước Mỹ á, hỏi đây anh thuộc dạng gì á, nếu anh thật sự không phải luôn không, trả lời thẳng thắn cho biết anh mua bảo hiểm ở Mỹ bao nhiêu một tháng, và khi đi chữa bệnh hoặc đi khám bệnh thôi anh phải trả bao nhiêu. Nói cho người ta nghe đi, để cho người ta sợ chơi. Chứ ở đó mà nói gì đúng rồi. Ai biết y tế, chất lượng y tế Mỹ tốt khỏi cần nói. Như thế hưởng cái tốt đó tôi nói thẳng lần nữa nha, chỉ dành cho những người có tiền, những người giàu có tiền, hoặc là những người có bảo hiểm thôi. Còn những người mà không có bảo hiểm khổ lắm đó. Và hiện nay tôi biết nha, ở Mỹ đó, chương trình bảo hiểm y tế của Mỹ họ đang renew lại hết toàn bộ, và rất nhiều người sẽ có nguy cơ mất bảo hiểm. Nó chỉ dựa vào cái income, thu nhập hàng năm của chúng ta. Mấy năm vừa rồi đó, do Covid, cho nên cái chương trình mà bảo hiểm và chương trình y tế nó gồng mình lên, nó gánh. Bây giờ nó không có ngu để gánh nó đâu, nó đang quất lại, nó lấy lại đó. Các bạn hãy chờ xem đi, là nhiều người khóc tiếng máng luôn gì về bảo hiểm y tế Mỹ đó nha. Rồi, bây giờ mình xin trả lời giao lưu với các bạn chút xíu. Chú Hiếu cho con có một gia đình bà con đi Mỹ nay 28 năm không về Việt Nam luôn chú. Vậy là người ta đi Mỹ làm ăn không được nên người ta không về Việt Nam luôn chú, cái đó không đúng. Vấn đề ví dụ người ta đi Mỹ 10 năm, 20 năm, 30 năm gì đó, người ta không về Việt Nam không phải là người ta làm ăn không được, mà có thể người ta nhiều lý do. Một trong lý do mình thấy trả lời bạn, thứ nhất là ở Việt Nam họ thấy rằng không còn người thân nữa, hoặc là họ không thích về Việt Nam nữa, hoặc là có nhiều người muốn về lắm mà về cũng không được, tại vì lỡ nói bậy nói bạ, lỡ lên YouTube phóng tùm lum quăng tá lả rồi, cho nên đụng chạm quá sợ về bị hốt đó. Tại vì tối ngày cứ chửi chính quyền Nam mà chửi này kia, mà chửi không đúng thì sợ thấy gì đâu đấy. Còn như những người như chúng tôi thì có sao nói vậy cho thật thì sợ giống gì, đúng chưa? Rồi, ở Mỹ bảo hiểm họ không bán bảo hiểm răng phải không? Em nghe nói Việt Kiều toàn về Việt Nam làm răng là do Mỹ làm quá đắt. Cái này mà nói nếu mà ở Mỹ người ta không bán bảo hiểm răng là không làm về Việt Nam đắt là bạn nói sai. Người ta bán hết. Ở Mỹ cái giống gì nó bán bảo hiểm hết trơn, thậm chí là cái ngón chân của bạn muốn mua bảo hiểm nó vẫn bán luôn.
Thậm chí có nhiều người như bà thấy Michael Jackson nó mua luôn cái bảo hiểm của chân, muốn cái mua cái gì nó bán vậy á. Vấn đề chỗ có tiền trả hay không. Cho nên á, bảo hiểm răng và bảo hiểm mắt ở Mỹ là rất là mắc tiền. Thường á, dụ mình tự túc mua bảo hiểm á, thì thường ít người nào họ mua một cái gói rồi chọn gói là răng với mắt, mắc lắm. Cho nên thường nghe nói nếu mà thật sự mua cái xin được bảo hiểm của chính phủ á, theo chương trình Obamacare hay là Medical á, thì thường nó có luôn răng với mắt. Còn những người mà tự túc mua thì thật sự mắc lắm. Là một. Còn cái chuyện mà họ về Việt Nam á, họ làm răng, như tôi cũng về Việt Nam tôi làm răng nè. Tại vì tranh thủ một công hai chuyện đó các bạn. Tại vì bạn nghĩ đi, bây giờ clean mà gọi là clear mà deep clear thôi nha. Mà clean răng á, mà clear mà đi sâu một tí xíu á, kỹ chút á, bèo bèo cũng phải là 800-900 đô. Còn mà bạn lấy rân máu thôi, lấy tỉ thôi, 900 đô, chám răng 6-700 đô, làm một cái răng sứ sơ sơ không cũng 2000 mấy. Bạn nghĩ đi, về Việt Nam làm cái răng sứ bao nhiêu? Làm răng sứ có chừng 9-10 triệu đổ lại, thậm chí có 2-3 triệu cũng có luôn. Nên chi phí Việt Nam quá rẻ, sẵn chi phí đó thay vì bỏ tiền ra để làm răng ở Mỹ thì thôi lấy cái tiền đó về Việt Nam vừa đi chơi vừa làm răng luôn, công 2 triệu, hiểu không? Nó đơn giản vậy thôi. Mình đi làm hãng có bảo hiểm cho cả gia đình luôn, khỏe re, có gì mà gọi là phải hy sinh này nọ bậy. Bạn phải nói một câu gì mới đúng nè, bạn Phong Tường gì đó, Phong Đặng Tường gì đó. Đi làm hãng có bảo hiểm cho cả gia đình luôn á, bạn bỏ tiền bạn mua cho cả gia đình bảo hiểm của bạn chứ giỡn hoài. Bạn trả lời cho tôi biết, có là có như thế nào, hãng cho bạn bảo hiểm cho cả gia đình á? Tôi không tin. Nó nói cho đúng, hãng chỉ có thể tài trợ cho một mình bạn thôi. Ví dụ bạn mà có siêu lắm, giỏi lắm, có những cái hãng Mỹ tôi biết là một người đó đi làm bao nhiêu năm thì hãng có thể trả hết 100%, hoặc là 70%, hoặc là 50%. Còn bạn mua cho gia đình của bạn là những người ăn theo, là bạn được mua thôi, bạn phải trả tiền. Bạn cho tôi biết có một tháng bạn trả bao nhiêu cho bản thân bạn, cho gia đình bạn, cho từng người gia đình bạn. Nói tôi nghe không dưới 1000, đúng không? Ở đó mà nói nhảm, nói dốc hoài. Tôi nói thiệt, hỏi đi trả lời thẳng đi, tôi mới sợ đó. Không ai cho, không ai gì hết trơn á, trừ những người mà bị tàn tật, trẻ con, hoặc là những người nghèo, những người mà gọi là già. Bạn nghe nói tiền già, già bệnh đó, ngoài tiền già tiền bệnh ra được hưởng bảo hiểm, thì cái đó có thể không đóng đồng nào bảo hiểm. Còn những người loan khơm nạp vô chương trình mua bảo hiểm thì vẫn phải mua với cái giá có thể rẻ thôi. Nghĩa là người ta bán, mình mua với giá rẻ, có thể là vài chục đô một tháng, 200-300 đô một tháng. Nó không quá cao đối với những người mà không phải loan khơm. Những người không có loan khơm á, là mua có thể một tháng là lên tới 500-600 đô, thậm chí có 1000 đô một tháng, bạn có tin không? Tôi có bà chị quen làm chủ tiệm nail kìa. Trời ơi, hai vợ chồng mua bảo hiểm hả, 1500 một tháng, bà chịu không nổi luôn á. Phải bỏ, mà không dám mua, nó chủ tiệm nail không dám mua bảo hiểm đó. Nhưng đến khi bà thấy sức khỏe có vấn đề, bà mới mò, bà đi mua, mà hên sao bà mua xong á, tháng sau bà bị bệnh, vô chữa, cuối cùng về nó quất cho cái đơn, cái bill 10 mấy ngàn, cũng xỉu luôn, giỡn hoài. Đó, bạn gì hồi nãy mới lên tiếng, trả lời tôi đi. Bạn nói là bạn được bảo hiểm, có bảo hiểm, có kiểu gì? Có là người ta cho, không bảo hiểm bạn, bạn bỏ tiền bạn mua. Nhiều một tháng đó tôi nghe coi, bạn được tài trợ nhiêu? Không, tôi nói thẳng là nó thật, tính tôi nó vậy đó, nó thẳng, nó thật, ai nghe được nghe được thôi à. Đó. Nếu mà có gì đụng chạm xin lỗi nha, tại vì tôi cần nói sự thật cho những người qua Mỹ định cư để họ biết sự thật, để họ khỏi sống trong mơ, họ khỏi ăn bánh vẽ, và họ khỏi bị người khác á, là vẽ vòng, vẽ vòng, vẽ do, vẽ rắn như là cho người ta đi làm bậy làm bạ chết người ta nha. Còn những ai mới qua Mỹ định cư thì hiện nay xin chúc mừng tất cả quý vị các bạn, là quý vị các bạn chắc chắn là sẽ mua được cái bảo hiểm theo chương trình của Obamacare, tùy theo tiểu bang người ta gọi. Dụ như ở Minnesota nó gọi là Minnesota Care. Đó. Hãng mình mua bảo hiểm cho family, nếu không biết việc này hiểu ngày thì hiểu đi. Tôi biết, tôi đã từng làm hãng, từng mua hãng. Tôi hỏi anh đó là anh mua anh trả tiền hay là nó có bảo hiểm.
Bây giờ anh không làm hãng anh vẫn mua bảo hiểm được vậy. Nhưng mà ngày xưa nó khác nha. Ngày xưa khi mà không có Obamacare đó, mà bạn muốn mua bảo hiểm đó, bạn nộp vô, bạn chờ nó duyệt tùm lum hết trơn. Nhưng mà từ khi có Obamacare, ai cũng được tham gia chương trình này. Bảo hiểm bán không được quyền hỏi. Tôi nói có sai không? Tôi nói là anh mua bảo hiểm, anh nói anh có bảo hiểm là tôi không chịu. Anh nói anh có kiểu gì, anh mua, anh trả lời tôi đi. Tháng nhiều, một tháng bao nhiêu hay cả gia đình anh trả lời tôi. Trả lời tôi một con số thôi, nói thì nói có con số cụ thể. Đó, tôi theo tôi được biết, bản thân tôi cũng vậy, nhiều người đi làm hãng nè. Bây giờ không phải hãng nào cũng giống nhau, tùy theo hãng. Nhiều khi anh may mắn anh vô cái hãng, mà hãng đó đó, người ta có thể có những cái gọi là cái benefit cho nhân viên của họ là được bảo hiểm mà dành cho người đó thôi. Gia đình của anh, những người như ăn theo như vợ anh, con anh, làm sao họ cover hết, chịu gì nổi mà cover, đúng không cả nhà mình? Giỡn hoài. Bây giờ có nhiều người làm hãng Mỹ nè, vô thì bản thân anh sẽ được cover bao nhiêu phần trăm, nhưng mà gia đình anh cũng sẽ được mua, nhưng mà phải trả cái tiền nó khác với anh à. Giỡn hoài, đúng không? Chứ tôi nói, anh nói là anh có bảo hiểm thì có, mà cái nghĩa có nó khác à. Có bằng cách là người ta cho anh toàn bộ hay là anh phải bỏ tiền mua. Cái có đó nó khác nhau, đúng không cái nhà mình? Em nói điều đó có gì sai không? Mà cử chợ tôi tìm hiểu quốc kỹ tôi mới dám lên tôi chia sẻ, chứ tìm hiểu quốc kỹ lên chia sẻ cho nó bị chửi à, cái chết à. Giỡn hoài. Tôi sống Mỹ mà tôi đã từng mua bảo hiểm theo đủ kiểu á, mua tự túc có. Đầu tiên làm hãng mua, sau này mua tự túc, đủ kiểu hết trơn. Mới qua là có luôn bảo hiểm của Medical nè, Medicare nè. Đó là tại vì mới qua thì tôi qua, họ là nghĩ tôi qua Mỹ vào tầm khoảng cỡ tháng 9, tháng 10. Tháng 9, tháng 10 tới tháng 12 khai thuế là lúc đó chắc chắn là nằm trong diện luôn. Những người nào mới qua Mỹ như ông Lâm cũng vậy thôi. Năm đầu tiên chắc chắn là sẽ được hưởng cái chương trình bảo hiểm gọi là OMA. Mua với giá rẻ, nhưng mà sau đó từ năm tiếp theo trở đi, khi có công việc làm rồi, hai chồng đi cài, chắc chắn là sẽ phải tự bỏ tiền túi ra mua. Đó, không mua cái kiểu mà theo hãng, chứ không phải mua tự do, tự túc. Đúng không? Nói cho chính xác đi bạn ơi. Đó, nãy tôi đang chờ bạn là bạn Phong gì đó, cho tôi biết con số cụ thể, một tháng bao nhiêu tiền bạn trả. Mấy trăm? 500, 700 ngàn hay nhiêu cho cả gia đình bạn? Rồi bạn cho biết luôn là đi đắp thế bộ bao nhiêu, bạn tìm hiểu chưa? Tôi hỏi để bạn hiểu, tôi hỏi bạn nè, tiền đi đắp thế bộ của bạn là bao nhiêu khi mà bị đụng chuyện, rồi bảo hiểm cover cho bạn là bao nhiêu? Nói cho mọi người nghe chơi cho vui. Nếu bạn nói sòng phẳng, nói như vậy đó mới nể, đúng không quý vị? Đó, à, tôi nói bà con cô bác thấy không, tôi nói vậy chính xác không? Bây giờ người nào ngon lên cho thông tin đàng hoàng, thấy không? Mình đóng 300, công ty đóng 1.500 tháng, 3 người. Như vậy là bạn quá lucky. Tôi chúc mừng bạn. Nhưng mà nó phải ai được như bạn, bạn không thể nói trường hợp đó cho cả mọi người biết. Và bạn cho tôi biết luôn con số luôn. Đi đắp thế bộ nhiêu khi bạn đi khám bệnh, bạn có tìm hiểu cấp policy bảo hiểm bạn không? Khi đụng chuyện đi mổ 1 ca đi, dụ 20-30 ngàn. Đóng tiền đi đắp thế bộ nhiêu, mấy ngàn? Ai đóng, công ty bạn đóng hay là bạn đóng? Mà cái hãng đó bạn làm bao nhiêu lâu rồi? Mấy chục năm rồi. Có nhiều người làm ở hãng 10 năm trở lên, được chế độ đãi ngộ khác. Người mới vô nó khác, người 5 năm nó khác. Giống như ở Tử Văn tôi có một cái hãng rất là hay, mà nhiều người rất là muốn vô đó, mặc dù lương nó rất thấp, người ta vẫn đâm đầu với nó ta làm. Bởi vì sao? Bởi vì họ nhìn cái chế độ đãi ngộ về bảo hiểm y tế họ khoái. Lương không có cao nhưng mà được cái gì? Mới vô hãng nó cover 50% tiền bảo hiểm. Dù như mua 500, hãng đóng 2.5, người đi làm đóng 2.5. Sau như là 3 năm, nếu mà làm ở hãng 3 năm thì hãng sẽ cover 70%. Đó. Rồi sau 5 năm trở đi, hãng cover hết luôn, người đó không đóng đồng nào hết. Anh còn đóng 300 là dở rồi, hãng bên Tử Văn tôi không đóng đồng nào luôn nếu mà làm từ 5 năm trở đi. Nhưng được này mất kia à. Nhưng mà lương nó thấp. Vậy thôi, được này mất kia. Mỹ có câu rất là hay là được cái này mất cái kia. Đó. Tôi nói đúng bà con. Nhưng mà không phải hãng nào cũng vậy. Chứ không phải như trường hợp anh này nói là hãng của anh như vậy thì tất cả các hãng khác Mỹ đều vậy. Không có. Có. Mỗi trường hợp mỗi khác. T
Từ năm thứ hai trở đi, nếu mình không mua bảo hiểm có sao không? Thì nếu bạn không có bệnh thì không có sao hết á. Nhưng bạn thấy bạn có bệnh cái thì bạn vô bệnh viện đi, bạn không những thấy sao mà thấy trăng và thấy trời, thấy đất luôn các bạn. Và bạn không thấy gì luôn. Mà bạn nhìn cái hóa đơn, cái bill mà nó gửi về cho bạn, nếu bạn không có bảo hiểm á, là bạn té xỉu và ngất ngất luôn á. Đó, cái đâu thấy gì đâu. Các bạn ly. Như vậy thì nếu mà nói ra mà thấy rõ ràng, như anh Phong anh nói anh đóng 300, công ty đóng 1.500, nghĩa là bảo hiểm nó 1.800 cho ba người, tính ra bằng tính đi $600 một người. Như vậy thì có phải là khổ gì bảo hiểm không, làm nhiêu tiền ăn ở đâu nếu mà hãng không đóng giảm, rõ ràng chưa, rõ ràng không đấy. Tôi đang chờ cái con số mà anh Phong anh nói. Đúng rồi, tôi là sale lợi nó đóng chẳng 100%, chính xác, tôi cũng vậy nè. Tôi cũng vậy nè, tôi cũng là người sale lợi là tôi đóng 100% nè, cho nên tôi hiểu lắm. Khi đi chia sẻ điều này, nói thật các bạn, 10 năm ở Mỹ tôi no đòn về bảo hiểm y tế Mỹ rồi. Từ cái chuyện được mua theo chương trình Obamacare, tới cái chuyện mua theo cái chương trình làm hãng, và tới cái chuyện mua bằng cách là tự trả, và đã hưởng hết tất cả những cái khốn khổ từ cái chuyện mà biêu vọng của bảo hiểm y tế đưa ra, từ cái chuyện mà khám một cái răng, nhổ một cái răng, cho đến đi cấp cứu trong bệnh viện và đến mổ nội soi đều đã xảy ra cho bản thân tôi, gia đình tôi, biết rõ lắm các bạn, sợ lắm các bạn ơi. Cho nên là một trong nỗi sợ lớn nhất ở Mỹ, nếu bạn hỏi tôi là gì, bảo hiểm y tế. Rồi chấm hết. Rồi đó, thì video này có thể ngày hôm nay là mình chia sẻ, có thể có những điều mà khó nghe hoặc những điều thú vị thì các bạn có thể cho ý kiến nha các bạn nha, cho ý kiến. Những gì bạn Phong Nguyễn đóng góp tôi rất là trân trọng và cảm ơn bạn, tại vì bạn nói nó không có chuẩn cho nên tôi cần phải chia sẻ để làm rõ vấn đề, tôi không có ý gì, mong bạn thông cảm nha. Tại vì ở Mỹ một cái câu nói, người ta nói có bảo hiểm thì mình phải nói có theo kiểu gì, là cho, free hay là mua, vậy thôi. Dạ. Cho nên khi mà mình chia sẻ mình nói cho chuẩn, với tôi sợ nhất là chuyện mà nhiều người nói lấp lửng. Bởi vì khi lên chia sẻ một điều gì đó mà mình nói nửa sự thật không phải sự thật đâu. Mặc dù nửa ổ bánh mì có thể là bánh mì, nhưng nửa sự thật hoàn toàn nó không giống. Cho nên cái chuyện mà nói ca ngợi bảo hiểm y tế của Mỹ là sai. Nếu bạn ca ngợi cái nền y tế hoặc là cái bác sĩ hoặc là cái chương trình y tế của Mỹ là đúng, nhưng bạn ca ngợi vấn đề bảo hiểm này là sai, bạn hiểu sai vấn đề rồi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại bạn sau, bye bye các bạn. Đừng quên đăng ký kênh like ủng hộ cho em nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.